chị già muốn sang đây đâm ra đây đâm là tôi bẹp sang bẹp ta cho họ thế bị sang thế bị đốt hôm nay quay loa của covid mình chết nhiều máu. Tại huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, công an huyện đang tăng cường cán bộ vào hai buôn vùng tâm dịch COVID-19 để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bằng tiếng ED đến với đồng bào. Đến sáng ngày 25 tháng 8, trên địa bàn huyện Krông Búc đã ghi nhận 120 ca mắc COVID-19, là địa bàn ghi nhận ca mắc COVID-19 nhiều nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, tập trung chủ yếu ở hai buôn đồng bào dân tộc ED là buôn Ea Nho của xã Chư Cà Bô và buôn Đờ Rao của xã Cư Né. Đây là những chùm ca lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng. Hiện huyện Krông Búc đang áp dụng chỉ thị 16 đối với toàn xã Cư Né và buôn Đờ Rao của xã Chư Cà Bô. Những ngày qua, công an huyện Krông Búc đã huy động tất cả cán bộ chiến sĩ là người ED dùng loa phóng thanh đi từng ngõ trong các buôn để tuyên truyền bằng tiếng ED cho đồng bào hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các lực lượng chức năng ở địa phương cũng tích cực hỗ trợ, đáp ứng kịp thời những nhu cầu thiết yếu cho người dân trong các khu vực cách ly, phong tỏa. Đang xử lý xe hộp luật. Chị Giang một sang đây cặp đôi đinh hôm nay đang yêu thơ. Chị Giang một sang đây đâm ra đây đâm là tôi bẹp sang bẹp ta cho họ thê bị sang thê bị đốt hôm nay quay loa của COVID mới chết nhiều màu lưu quay lệch lan. Chị Giang một sang đây đốt một sang nâng đốt đây màu đốt đây chăng mà phung chính quyền xã phong phung công an huyện đang hiêu pha ra đó để chăng để chi bên anh.